tầm 1 tháng rồi. Được cái là vào cái thời tiết nó ẩm, nó nóng ấm ấy, nắng lên thì thích lắm vì cây nó lên nhanh. Cho mình ít đất mới lấy này. Hai bầu. Lựa để lấy ra. Bỏ bớt cái phần đất bên dưới này. Cây nó thấp xuống nó cao quá. Đây, đi đổ. Cho nhẹ nhàng thôi, có đất nó đè lên trên cây này, lá nó gãy, lá thì gãy trên cây này nó sẽ bị chết. Đấy, để như này là vô tầm nhé. Chuyển ra cái chậu này thì nó sẽ to hơn một tí xíu, là nó sẽ dễ làm hơn. Sợ cái này cây cứng này, cây này là cứng khá cao này. Cây khá cao này các bác nhỉ, khá cao rồi. Em bắt buộc cho nhiều đất lên để giữ cây. Đây, để bớt cái phần đấy đi thì là đến lúc mà chúng ta cho vào thì nó sẽ dễ hơn. Còn nó cao quá này. Cái đất này của em là đất em tưới ẩm thôi chứ. Em tưới ẩm ở đây thôi chứ.